Hai anh em chúng mình lại quay trở lại kênh Ca Thiên Chúa Công. Trong video này mình sẽ review 4 sản phẩm nha, mình đặt trên Shopee. Sản trên Shopee đến cái giá khá là rẻ. Những sản phẩm này cũng vui, độc đáo. Và anh em xem trong 4 cái túi này, 4 hộp này có những gì nhá. Rồi intro. Đấy, đầu tiên này anh em, bật lửa hình lon bia. Đấy, bật lửa lon bia. Đấy, sản phẩm đầu độc đáo rồi. Những sản phẩm về sau thì giảm dần sự độc đáo. Rồi xem bật lửa lon bia này như nào. Hoạt động xem có ổn không. Bảo xử lý đấy ta. Ủa, to thế. Vãi chưởng. Rơi luôn cả cái móc luôn ạ. Cực kỳ to luôn. Rồi đây gọi là siêu to, siêu khổng lồ. Đấy. Đây cái móc. Vâng, bật lửa. À, đúng rồi, bia lon bia. Vâng, lon bia Heineken. Ở đâu phải Heineken đâu. Lighter. Bông bia ánh sáng à. Đây, Heineken lighter bật lửa. Đấy, lighter. Đấy, à, làm bằng nhựa này. Nhựa thôi. Đúng lon bia thật nhưng mà công nhận to. Ua. Ui. Ôi, lửa cao cực kỳ luôn. Đấy, em thấy không? Nó phải như này. Cứ cao luôn. Và bấm dễ nhá. Nó cái này dùng hết thì... À đây, có thể nạp được đây anh em. Đấy, nhưng mà cái lọ nhỏ này thì được bao nhiêu? Đấy, cộng trừ đây. Anh em mang ra gặp mấy cái bác đi ngoài đường ấy. Đấy, họ sẽ nạp cho. Đấy, nạp ra rồi. Đấy, cao chưa? So, bấm dễ. Bấm kêu tích tách. Đấy là tích. Lửa gọi là lửa rất là to, lửa cao luôn. Nó chỉnh à? À, không chỉnh được. Mình cứ tưởng gạt nhẹ xuống thì nó sẽ chỉnh cái độ cao của lửa được, giảm nhiệt độ được. Mà không được nhá. À, đầu tiên bật lửa. Tiếp theo này, 28.500 đó là cái gì? Mặt nạ nha anh em. Đây, Halloween này. Đấy, một cái này để dọa ma, để dọa người. Cực kỳ tốt. Rồi. What? Wow. À, mặt nạ hacker à? Vâng, như vậy là giao sai rồi. Và tí nữa mình sẽ đổi trả mua mặt nạ dọa ma ra mặt nạ hacker này. Ờ, kinh chưa? Úp này vâng. Ai muốn trở thành hacker thì chuyên nghiệp thì mua em mặt nạ này. Mình cũng review một mặt nạ trắng luôn. Xốp ra cái mặt nạ đen. Vâng, rất là chuyên nghiệp luôn. Đó, mặt nạ hacker. Nói chung là giao sai sản phẩm, ý đổi sao. Ok, đổi trả được anh em trong 3 ngày. Nhớ 3 ngày những shop bình thường và 7 ngày trong shop Tim Mang. Thì anh em lưu ý đừng ấn trả hàng nhá. Đừng ấn trả hàng vội, chúng ta phải kiểm tra xem chính có đúng chính xác hàng của anh em mua không thì chúng ta mới ấn đã nhận hàng. Đấy. À, đừng ấn đã nhận hàng vội. Đấy. Anh em mà ấn đã nhận hàng thì coi như là không đổi trả được đâu. Đó. Cái này sẽ gồm khăn tắm với cả hộp chia tốt 7 ngày này, 29.000 30.000. 30.000 hai sản phẩm. Nhẹ nhàng thôi. Đấy, xích đỡ cắt vào cái khăn này. Cả hộp chia thuốc. Ừ, ta mới xem như nào. Wow, wow, wow. Wow, to thế. Bọc. Wow, wow. Đúng khăn tắm thật ấy. Ui, thật to luôn. Gói mãi không tìm thấy hộp thuốc. Lọ đựng thuốc ở đây. Lọ đựng thuốc 7 ngày. Quan trọng cái lọ này. Đấy, Tin Pro. Đấy, rất là tiện nhá. Để anh em đựng thuốc. Đấy. Ai mà hay quên. Ai mà hay quên thì nên sắm cái lọ này. Đấy, ghi nhớ. Thứ 2, thứ 3, thứ 4, đến thứ 7 mà. Đấy, tổng cộng là 7 lọ. Đấy. Ngày nào uống thuốc nào, chia ra. Trong mỗi cái lọ này đều nhựa nhá, đều nhựa hết. Trong mỗi cái lọ này sẽ, đây, có những cái lọ con này. Đấy, có chữ bét này. Bét này kiểu khi đi ngủ này. Ai này, EV. Tối này, evening. Non, năn, chiều. Và morning, buổi sáng. MRN, đấy. Bed này, bed kiểu bedroom ấy, đúng trong phòng ấy. Đấy, kiểu này. Xong rồi đây có những cái chữ thứ ngày tháng, thứ đấy, trong 7 ngày mà dễ nhớ. Ai hay quên uống thuốc như mình thì mua sản phẩm này không thể thiếu. Cục điện thuốc, chỉ xỏ ai, rất nhỏ gọn luôn. Cái này làm riêng một video hợp lý hơn, thì review chi tiết hơn. Nó cũng nhựa thôi, không có gì cả. Cái kiểu này nữa này. Đấy, anh em sẽ nhét như thế này.
như này. Đấy, sau khi anh em dùng xong một ngày nhá, anh em sẽ để ra như này, rút ra như này để anh em sẽ rút ra để dùng trong một ngày nhá. Đấy, xong rồi dùng xong lại cho tốt vào, lại mở lên lại cho lên cùng. Đấy đấy, xong lại lại rút này ra. Đấy, phải để đúng chiều nhá, để nhìn thấy ngày ở đây này, à để nhìn thấy thứ ở đây này, mình đang sắp xếp linh tinh. Thứ hai, họ sắp xếp cá khoa học như này, cực kỳ khoa học luôn. Đấy, thứ ba uống cái gì lôi ra, hợp lý, nghe rất là hợp lý. Ok, hộp cuối cùng là xăng đan chéo, số tiền 22.000. Lại giày dép, một sản phẩm giày dép không làm các bạn thú vị lắm, thích thú lắm sản phẩm này. Thôi thì mình mở hộp luôn cho nó nhanh. Mình như nhanh thôi. Hơn 20.000 thôi mà. Ui, dày chưa? Cao su cực kỳ dày luôn, xịn lắm, quá ngon, không tầm giá. Đấy, cực kỳ dày, đi êm, đi ngay một đốt tay luôn ạ. Kiểu này không bao giờ sợ bị trơn trượt hay là, và đi rất là êm luôn. Cao su để đúc và tiếc là cho nữ. Đấy, màu đen. Đấy, đó là những cái sản phẩm mình săn được trên Shopee nhá. Giá là rẻ, anh em thấy rẻ không? Quá rẻ như gì nữa. Thì anh em muốn săn này, những sản phẩm giá rẻ này, mình sẽ để link săn dưới video nhé. Và trang mua rẻ Club săn những sản phẩm giảm giá 90%, 99% gì đấy. Nói chung hàng ngày đều có những sản phẩm giá rẻ mà chúng ta phải nhanh tay thì mới săn được. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Rồi, anh em cảm thấy video hay thì like, đăng ký kênh, ấn chuông ủng hộ kênh mình là một triệu sắp nhé. Anh em muốn mình review sản phẩm nào, comment link bên dưới nhé. Cảm ơn đã theo video, bye bye. See you. Thuốc thuốc này rất là hay luôn, mình cực kỳ thích. Trong cái video này, nhắc nhở uống thuốc đúng ngày, đúng giờ. Và lửa, được. Đấy, cái còn lại, cái này đồn trả.